Hello, và xin chào các bạn khán giả của Funky TV. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một loại bánh mới. Một loại bánh mà mình mới phát hiện ra ở tiệm tạp hóa gần nhà mình. Cũng có thể nhá. Và đây chính là loại bánh mà mình muốn giới thiệu cho các bạn xem. Đó là bánh Oxy Slack Pop. Và vị mà mình mua trong ngày hôm nay, đó chính là vị sữa. Đây người ta có ghi này, mở Oxy Slack Pop ngọt, vui cùng Minion. Và dành cho những bạn nào mà chưa biết ấy, thì trong những gói bánh này sẽ có những thân thẻ Minion đấy. Hôm nay thì mình sẽ mua nẻ 5 gói trước để bóc cho các bạn xem. 1, 2 này, 3, 4 và 5. Bây giờ thì mình sẽ đi khám phá bên trong những gói bánh này nhé. Nào đi thôi. Rồi, và đây sẽ là gói đầu tiên. Mình sẽ cho các bạn xem qua nhé. Ở mặt đằng trước này sẽ có nhân vật Minion này. Ở đây. Và chữ mở OC Slack Bắp ngọt vui cùng Minion. Mình mua gói này với giá là 5.000 một gói. Và nếu như các bạn nào mà mua gói to hơn ấy, gói Slack Bắp này 10.000 một gói mà to hơn ấy, thì nó sẽ không có hình Minion đâu. Vì thế nên đồng nghĩa với việc nó sẽ không có thẻ bên trong đâu. Bạn nhớ nhé. Quay sang mặt đằng sau thì ở đây chúng ta sẽ có số lượng thẻ phát hành trong dịp lần này. Sẽ có 65 thẻ thường này và 35 thẻ nhóm. Thẻ thường thì bé hơn và chỉ có một nhân vật thôi. Còn thẻ nhóm sẽ có hai nhân vật này và hình nó sẽ to hơn. Và còn ở đây là sẽ là những phần quà này. Chúng ta sẽ có 8 giải nhất, bao gồm 8 máy tính laptop Asus. Khi mà bạn sưu tầm đủ 8 máy thẻ khác nhau, trong đó có ít nhất là 25 thẻ nhóm. Như vậy là cái thẻ nhóm này giống như thẻ hiếm bên phía Tumi Boom ấy. Tiếp đến là 20 giải nhì, gồm đồng hồ đeo tay này. Khi mà bạn sưu tầm đủ 60 thẻ khác nhau, trong đó có ít nhất là 15 thẻ nhóm. Còn lại là 50 giải 3. Đó là bộ Lego Minion 876 mảnh. Khi mà bạn sưu tầm đủ 30 thẻ khác nhau, mà không cần biết là thẻ nhóm hay thẻ thường nhé, 30 thẻ thường cũng được. Đây là thời gian tham gia chương trình. Chương trình thì bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 cho đến ngày 23 tháng 10. Như vậy là nó gần với Tony Boom. Cũng là bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 10. Như vậy là cũng bắt đầu được khoảng gần 1 tháng nay rồi. Nhưng mà bây giờ mình mới biết. Còn đây thì người ta có hướng dẫn trò chơi. Trò chơi này thì có tên là ngôn ngữ Minion. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt chồng thẻ Minion vào giữa bàn này. Sau đó thì lần lượt lật các thẻ. Nếu mà thẻ bài có ngôn ngữ Minion thì hô lên ngay. Ai nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Đây là thẻ không có ngôn ngữ này. Nó sẽ không có chữ nào cả. Còn đây là thẻ có ngôn ngữ Minion này. Ở đây có chữ Papoy. Bạn chỉ cần lật tấm thẻ này, sau đó là hô lên Papoy, bạn sẽ giành chiến thắng. Đây là cách chơi trò chơi ngôn ngữ Minion. Đây là trò đầu tiên này. Ở cái gói tiếp theo này thì nó sẽ có hướng dẫn trò thứ hai, có tên là chuỗi Minion vui nhộn. Đây đầu tiên là bạn sẽ oản tù tì. Đầu tiên là chọn ra 5 thẻ bài này, sau đó là oản tù tì để chọn người đi trước. Sau đó là lần lượt nối các queen or sone. Thẻ nhóm có thể nối với bất cứ lúc nào và được quyết định thẻ tiếp theo. Đây đầu tiên là một mắt này. Đây là một nhân vật một mắt. Đó. Sau đó sẽ là một thẻ hai mắt. Bạn nào tiếp tục mà có thẻ một mắt ấy, thì bạn sẽ đánh xuống. Tiếp tục sẽ là hai mắt. Tuần một mắt. Đây. Hai mắt này một mắt này. Sau đó là đến thẻ nhóm. Và khi mà bạn đánh thẻ nhóm xuống ấy, thì bạn có thể tiếp tục chọn hai mắt hoặc một mắt. Đây, người ta có ghi là một mắt hoặc hai mắt này. Trong lần tiếp theo. Và người nào mà hết bài trước ấy, thì sẽ giành chiến thắng. Còn người nào mà vẫn còn bài thì sẽ là thua cuộc này. Đó. Đây là hai trò chơi của tấm thẻ Minion lần này. Rồi, và bây giờ sẽ là phần mà các bạn mong chờ nhất. Đó chính là chúng ta sẽ bóc những gói bánh này để xem là có những tấm thẻ nào bên trong nhé. Thử xem là sẽ có thẻ thường hay là thẻ nhóm nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng bóc. Gói đầu tiên. À, mình đã thấy một tấm thẻ rồi. Wow, một tấm thẻ nhóm các bạn ạ. Một tấm thẻ nhóm này. May mắn chưa? Đây. Đây hình như là mặt đằng sau. Bộ ba du xuân có số 70. À đây là mặt đằng trước, đây mới là mặt đằng sau này. Có hình những Minion và một cậu bé này. Wow, thẻ đầu tiên. Là một tấm thẻ nhóm. Bây giờ xem có thứ hai nhá. Tiếp tục. Wow, tiếp tục lại một tấm thẻ nhóm nữa. Nhưng mà lại bị trùng rồi các bạn ạ. Đây là lại là một lá bài bộ ba du xuân. Bộ ba Minion đang đi du xuân đây. Có hoa đây. Đây là bị trùng rồi. Chúng ta sẽ cùng đến gói thứ ba nhé. Mình muốn bóc thử xem là thẻ thường. Wow. Hai thẻ trong một gói các bạn ơi. Hai thẻ một gói này. Tuyệt vời. Wow.
Đây cũng là hai thẻ nhóm các bạn ạ. May mắn chưa? Đây là số 89, phi đội Minion. Đây cũng vậy, số 89. Hai thẻ trong cùng một gói và đều là hai thẻ chung. Nhưng mà không sao, thế là vui rồi. Tiếp tục, sẽ là gói thứ tư. Thẻ đâu rồi? Con này không có thẻ. Ồ, hình như gói này không có thẻ nè các bạn ạ. Thế là vừa nãy gói kia có hai thẻ thì gói này không có thẻ. Không biết là nó có giống bim bim boca không. Nếu mà không có thẻ thì cũng khá là buồn đấy. Xác suất mà không có thẻ thì... Wow, vừa nói xong, một tấm thẻ nhóm nữa. Như vậy ngày hôm nay mình bóc không được một tấm thẻ thường nào. Không biết là có bị trùng không đây. Thẻ gì đây? Wow, đây là thẻ số 59, chủ tài hội họa. Một tấm thẻ nhóm nữa. Rồi, và đây là 5 tấm thẻ Minion đầu tiên của mình. Hôm nay bóc 5 gói thì mình có một gói cho ra 2 tấm, còn một gói thì lại không có tấm nào cả. Như vậy là cuối cùng là chỉ có 5 tấm thẻ thôi. Cả 5 tấm này thì đều là những tấm thẻ nhóm, có nghĩa là có từ 2 nhân vật trở nên. Trừ 2 tấm này này, đã bị trùng ra, mình để sang một bên nhé. Thì hôm nay chỉ có 3 tấm thẻ thôi. Một tấm đầu tiên là số 70, có tên là bộ 3 Du Xuân. Tấm tiếp theo, số 89, có tên là phi đội Minion. Và cuối cùng là số 59, có tên là chủ tài hội họa. Mình thì mình thích có hình 3D như thế này này, nó như là phim hoạt hình ấy. Còn những cái hình vẽ như thế này thì nó không đẹp cho lắm. Mặt đằng sau là hình 3D này, thì mặt đằng sau hình như thế này thì ok. Rồi, và đây là những tấm thẻ Minion đầu tiên của mình. Và trong đợt tới thì mình sẽ mua nhiều bánh Slack Bắp để mà sưu tầm nhiều tấm thẻ hơn. Và mình thấy thì Slack Bắp này ăn cũng dễ ăn, cũng khá là ngon. Mình sẽ thử mua Slack Bắp vị ngọt và vị phô mai xem ăn sẽ như thế nào nhé. Và nếu như các bạn nào yêu thích những nhân vật Minion và cũng muốn sưu tầm thẻ như mình ấy, thì hãy mua bánh Slack Bắp ngọt nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.